Đây là đậu đen. Đậu đen tôi đang xào cho nó chín. Xào nó chín để khi mình mà sắc, hoặc là mình sắc để mình uống, hoặc là mình chế thuốc, thì nó không bị nát như. Đấy, đây là vì sao phải xào. Hơn nữa là tác dụng của cái vỏ đậu đen nó càng tốt hơn. Chúng ta biết rồi, đậu đen là dùng để thanh nhiệt, mà sử dụng trong một số trường hợp như là gan hư yếu này, rồi thiếu máu này, rồi chúng ta có thể sắc để mà thanh nhiệt, rồi trong cái chế thuốc để mà giảm cái tác dụng, giảm cái độc tính của thuốc, một số vị thuốc như là hà thủ đỏ, tức là vừa giảm cái độc tính mà vừa tăng cái tác dụng của hà thủ đỏ lên, rồi chế mã tiền, rồi bán hạ, là để giảm cái độc tính của các vị thuốc. Thì chúng ta nhớ là cứ mỗi một ngày chúng ta cứ chỉ cần là đỗ đen là chúng ta xào chín lên, xào chín hơi già cũng được, sau chúng ta cứ hãm nước, nấu nước uống hàng ngày, có thể ăn cả bã, là giúp cho cả bổ thận nhá, bổ thận này, rồi chữa trường hợp mà khí huyết, cái khí bị yếu, rồi thiếu máu, rồi gan hư nhược, là chúng ta cứ chỉ cần nấu đỗ đen là uống thôi, rất là tốt. Đây, đỗ đen này chúng tôi đang xào, đấy, xào bếp lửa thì nó thêm nhiều cái năng lượng hơn vì nhiệt củi ở lửa, đúng không ạ? Đấy nhá, đây là đỗ đen. Ngoài ra, trong trường hợp mà chúng ta bị mụn nhọt rồi lở loét do nóng ở bên trong á, thì chúng ta dùng cái hạt đỗ đen này kết hợp với lại cái gai bồ kết, chúng ta nấu nước cho trẻ con ăn vào cái mùa hè cực kỳ tốt, nó đỡ bị rôm sảy, đỡ bị mụn nhọt. Chúng ta có thể sử dụng bằng cách là mỗi một ngày là 12 đến 24 gram cái hạt này, chúng ta nấu với nước uống, hoặc là có thể là nghiền thành bột cho ăn, hoặc là ngay trực tiếp này cũng được, nhưng tất nhiên phải răng khỏe, chứ không là nó cũng hơi cực, nhưng mà ngon lắm, thơm ngon như là đỗ tương. Đấy, chúng ta nhớ đảo đều nhá, đảo đều và để cho hạt nó chín già, cái chín già lên là được. Đấy, dùng cái chảo to là chúng ta đảo, sao cái lửa càng tốt, chứ sao cái điện thì thực ra là cũng không tốt bằng đâu. Đấy, sao là xong chúng ta đổ ra cái mẹt, đổ ra mẹt để cho nó nguội, rồi khi nó nguội hẳn thì chúng ta có thể cất rồi dùng dần, hoặc là chúng ta dùng để chúng ta chế thuốc. Đấy, các bạn quan tâm đến các vấn đề liên quan đến dược liệu thì có thể để lại cho tôi ở cái comment ở ngay dưới video này, tôi sẽ chia sẻ và trao đổi thêm với các bạn. Xin chào các bạn.